Thì là hàng công ty vừa cập bến luôn nè anh chị nè. Thì em giới thiệu là vàng công ty là vàng công ty 610 nha. Rồi là thứ nhất thì em xin giới thiệu chút xíu nha. Thì tiệm em ở địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Là tiệm em có một số tài khoản duy nhất là của chủ tài khoản là Trần Thị Minh Châu, của ngân hàng ACB. Số tài khoản là 25391629. Thì là trước khi anh chị chuyển khoản á, thì là mình nhớ cái ra lại cái số chuyển khoản mà của tiệm em niêm có những ở dưới những bài đăng nha anh chị nha. Rồi thì là bây giờ em sẽ khui hộp nhỏ nhỏ nha. Thì hàng về rất là nhiều luôn, nhưng mà em sẽ khui làm hộp mini. Đây, cái này là lắc dây chuyền nha. Cái là dây chuyền nè, rất là đẹp luôn nha. Em sẽ khui ra đi, rồi có gì em sẽ giới thiệu từng chi tiết cho anh chị luôn. Cái trong cái video này nè, anh chị thích cái nào rồi thì mình chụp màn hình lại giúp em đây, rồi gọi điện trực tiếp cho năm số điện thoại mà em có niêm ở những bài đăng á, rồi nhân viên sẽ tư vấn cho mình nè. Dây nè, đây tiếp theo là gì đây ta? Wow, cái này là đồng hồ nha mấy anh mấy chị nha, đồng hồ bà chạy bằng cơ luôn nha, bằng năng lượng cơ, rất là đẹp luôn. Đây, hàng công ty vừa cập bến luôn là em giới thiệu luôn á. Xong rồi là cái này là dây nè, dây chuyền nè. Cái này là em về luôn, này là em bán Tết luôn á, hàng mới. Wow. Trời. Cưng chưa? Nè. Đó. Quá trời đẹp luôn nè. Cái này thì nó chưa có làm teo nha mấy anh mà chị nha. Thì cái này đồng hồ nữ trọng lượng nó khoảng có 6-7 chỉ gì đó, rất là đẹp luôn. Đây. Nó xây luôn nha. Và rồi. Cái này là em khui là có đồ nam đồ nữ luôn nha mấy anh mấy chị nha. Thì là anh chị nào coi cái video này thích cái nào thì chụp màn hình giúp em nha. Và đây là dây chuyền, trời, vì một lần là mấy trăm giây luôn nè. Đây, cái lô này là em vì trọng lượng của nó là 3 chỉ nha. Đây, 3 chỉ hơn nè. Cái này nam nữ đều ra được hết nha, rất là sáng luôn nè. Vàng công ty 610 nha, chuẩn công ty 610 luôn. Với lại là tiệm em á là có ship ở trong nước, ở trong nước thì bên em bao phí ship cho mình luôn nha. Còn ở nước ngoài á thì là có ship luôn, chỉ có trừ Hàn Quốc thôi. Thì là phí ship là ở nước ngoài thì mình thương lượng với mấy chị nha. Khi mà ship bên em á thì là chuyển khoản 100% thì em giao hàng tận nơi cho mấy chị luôn. Cái dây này là em về dây mới nè, để em nhìn sát màn hình cho mấy chị thấy rõ nè. Dây này dây Hồng Kông nha, dây Hồng Kông ống đồng tiền. Cái mắt nó rất là êm luôn nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, cưng chưa? Cái này nam nữ đeo được hết. Đây là đồng hồ nữa nè, wow, đẹp quá. Đây, trời, quá trời xuất sắc luôn. Lô hàng gì mà lô hàng đẹp dữ trời. Wow, cái này đai của nó là đai bằng vàng nha, đai bằng vàng. Còn mặt của nó là mặt đồng hồ riêng nha, mặt đồng hồ là thời trang. Đẹp ghê là. Cái này đồng hồ nữ à. Đây, dây chuyền. Dây này là dây Hồng Kông mà cái nó là mắt của nó là mắt rồng nè mấy anh mấy chị. Mắt rồng luôn nha. Cái này trọng lượng của nó tầm khoảng là cỡ lần lượng 2 đó. Một lượng 2. Khoảng lượng 2, lượng 3 nha. Cái này em có đủ size đủ ni. Quá trời xuất sắc luôn. Này là dây Hồng Kông nè. Trời. Anh chị nằm ở xa thì mong một lần ghé tiệm em nha, để cho biết tiệm em. Vì ở tiệm em còn rất là nhiều mẫu đẹp lắm. Nhưng mà thật sự thì không thể nào mà giới thiệu hết trên những cái video hay là trên những cái like được. Thì là anh chị nào ở xa thì mình thử một lần tới tiệm em đi nha. Đây, dây Hồng Kông nè, bao luôn. Dây Hồng Kông trơn có rồi, ống có, quá trời mẫu luôn nè. Đây, cái này em có nhiều size lắm anh chị ơi. Trọng lượng của nó là từ chỉ này cho tới là 10 lượng luôn nha. Còn anh nào mà muốn đeo mà nặng hơn thì bên em vẫn có đặt làm luôn nha. Vẫn có đặt làm luôn. Đây nè, để em giới thiệu cái dây mà dây khoan lạc hồi nãy em dơ lên cho mấy anh mấy chị này chưa có nhìn rõ nè. Cái này là, cái đó là đồng hồ nha. Đây là đồng hồ nam. Đồng hồ nam là chạy bằng cơ luôn. Bằng cơ luôn à. Rất là modern luôn. Mẫu mã thì Kim Thành Thảo luôn cập bến những mẫu mã là hàng đời xuất sắc luôn. Đây.
Cái này là ví dụ như mà mình đeo một cặp vẫn được nha mấy chị nha. Thì nam đeo một chiếc, nữ đeo một chiếc vẫn được luôn. Dạ, một cặp này em đeo về một cặp nè, rất là đẹp luôn. Thì cái này trọng lượng nó tầm khoảng là cỡ lượng mấy đây ta? Khoảng lượng 2 à, lượng 1, lượng 2 nha. Đeo một cặp rất là đẹp luôn. Đây, cái dây này nè em giới thiệu rõ xíu nha. Cái này là em có lắc tay luôn nha mấy anh mấy chị. Dây khoan lạc nha, khoan lạc chùa móc máy. Máy này là hàng bọng nè, là khoảng một lượng 2 mấy phân á, lượng 2 là lượng 5 phân đi. Rất là đẹp nè. Wow, cưng chưa? Cái độ sáng nó thì bao sáng luôn nha. Đây. Rất là đẹp. Dạ đây. Đây là lắc tay nha, lắc liền nhẵn. Lắc liền nhẵn là em có về liên tục hàng luôn nè. À, chị nào mà đeo cái những cái dạng này nè, em có lắc có dây luôn, em bên em là có ráp nguyên bộ luôn á, thì là mình hay ghé tiệm vàng em nha. Cái này là có chỉ có tiệm em mới có phối nguyên bộ thôi. Cái là em lên lắc trước, còn vài ngày sau đi thì em sẽ giới thiệu dây liền mặt cho anh mấy chị. Hàng về tiếp tục nha, ở tiệm em còn nhiều lắm, bao la luôn, có đủ phong thủy luôn, đủ size đủ màu luôn. Cái này đeo làm việc cũng dễ chịu lắm mà, đeo vừa lắc vừa nhẵn luôn nè, đi tiệc cũng sang nữa, mà ở nhà mà đeo vẫn ok, không có bị cắn gì hết nha. Rồi và đây là nhẫn nam, nhẫn nam cho mấy anh luôn nha. Đây nhẫn nam, đây là cái này là về sơ sơ thôi nè, cái này tầm khoảng là cái 2-3 chỉ gì đó, 2-3 chỉ gì nha. Đó 2-3 chỉ thôi, nhẫn nam hột trắng nha, hột sòn nhân tạo rất là cao cấp luôn. Cái hột này đeo bao sáng luôn nè, đó đẹp lắm. Xịt lên xíu chị, xịt lên xíu thấy được. Đây hàng vừa về em chưa có làm tem, chưa có biết trọng lượng thôi, em khoảng khoảng với mấy chị cỡ đó nha, có 2-3 chỉ gì đó, rất là đẹp. Đây cái này là siêu khủng luôn nè. Cái gì vậy ta? Wow, mặt nam nha. Đây dây thì phải đi kèm với mặt nha mấy anh, mấy anh ơi, mấy anh trai ơi. Wow, trời, hột sòn nhân tạo quá trời luôn, chắc phải bưng cái mâm quá. À, bé ơi, vậy cái mâm đỏ đi em ơi, mâm đỏ vuông, lấy gì cái mâm đỏ vuông đi bé, vào cục cân của chị lấy mâm vuông đỏ đi em, cho khách mới thấy được chứ. Quá chị mẫu luôn mà, nhanh đi em. Đây cái này là một lượng nha, si hai màu luôn. Mấy anh chị biết ai, biết cái cánh tay của ai không? Cái này là đam mê cháy vì vàng, cháy hết mình vì vàng luôn. Chị chủ em á, chị chủ em á. Đây nha chị chủ em nha, người luôn đứng ủng hộ em một cách rất là nhiệt tình. Đây rất là đẹp luôn. Cái này là em lên gian lượng hai lượng thì em lấy những cái mặt về thiết kế nè, đẹp lắm. Cái độ sáng là bao đẹp luôn nha. Em có một màu và hai màu. Cái này mình nữ đeo vẫn được, chứ không kể cả nam nha. Ở phía sau đó nè, trời ơi, nó đẹp, đẹp nao lòng luôn. Quá trời đẹp, tuyệt phẩm luôn. Chị chủ lấy hàng là siêu VIP luôn rồi. Đây đây, mặt vuông là có chữ phước nè, cưng chưa. Cái này mặt thương hiệu Chanel này, mình đeo với dây sắn ý ba lượng là bao đẹp luôn, bao đẹp luôn nha. Đây trời, đẹp quá chị ơi, đẹp thiệt luôn á. Đây cái đây là em về nguyên một lô sòn nhân tạo nè, màu trà pháp và màu trắng nha. Thì là cái này em sẽ giới thiệu trên live để bán live cho mấy anh mấy chị. Đây chuẩn bị từ bây giờ chứ mà sợ không có hàng để lấy luôn đó nha, cưng chưa nè. Đây cái mặt của nó là như thế này nha, cái mặt của nó là một sòn nhân tạo nè, đó cỡ này nè, thì nó tầm khoảng là cỡ là 5 phân thôi, màu trắng màu trà và đủ màu luôn. Ở tiệm em có đủ màu nha, hôm nay em bổ sung thêm 2 màu nữa, màu trắng nè, màu trà đó, màu trà là của Pháp nha. Cái hộp của nó rất là sáng luôn, rất là chiếu nè. Trời, cái lô mặt là đẹp quá. Đây ví dụ như mà anh chị nào mà không thích đeo mà dây vàng á thì mình sẽ đeo dây này nha. Hôm nay em gặp bến dây này cho mình luôn nè, dây và kiềng. À đúng rồi, cái mặt Chanel để phối với kiềng hai lượng vô là bao đẹp luôn. Đây wow, cái này về tiếp tục nè mấy anh mấy chị ơi, thương hiệu kiềng một lượng, thương hiệu Resap nè, thương hiệu Chanel nè, đẹp chưa. Đó, cưng chưa. Thương hiệu em có đủ thương hiệu nha, Hermès nè, Resap, Chanel,
và là kiền này là kiền xuất sắc, là của kiền của nó là hai lượng mốt, rất là đẹp nè. Đây để em phối với lại cái mặt này nha, phối chút xíu cho mấy anh mấy chị cái mặt Chanel đây. Anh chị có được quà em chưa có à? Đâu rồi cơ? Đây nha, phối này nha. Đây, trời ơi. Bao đẹp luôn, xuất sắc nha. Hàng độc và lạ nha, siêu phẩm luôn. Không có đâu có ở tại tiệm vàng Kim Anh Thảo của em nha, 209 Tân Hương, rất đẹp. Cái độ sáng của nó phía sau nè, nguyên một cặp luôn á. Nguyên một cặp luôn nha. Đây, còn ở đây là dây đen nha, dây đen ống trơn, ống rồng đủ kiểu, đẹp quá rồi, xuất sắc luôn. Đây anh, mấy anh thấy chưa, đây thương chưa nè, đó cái này em có cỡ nhỏ cỡ lớn cỡ nào cũng có nha, đủ ống nha, ống 4 ly 5 ly 10 ly luôn, rất là đẹp luôn. Đây đẹp lắm anh chị ơi, thiệt luôn á, đẹp nao lòng. Đây em sẽ giới thiệu đây là cái ống rồng nè. Đây cái là hai con rồng đấu với nhau nè, hai con rồng đấu với nhau nha. Đây đó, anh chị thấy cái móng rồng luôn không, kinh chưa, đau đẹp. Ở trên này là mắt rồng, mắt rồng rồng đó, bao đẹp nha. Rồi không thích ống rồng thì có hết móc máy trơn, đều có hết. Cái này dây đen khoảng có 1 chỉ chỉ bay anh chị ơi, dây trơn cái này cả 1 chỉ chỉ bay thôi à, nhẹ dàng lắm. Đây nha, nguyên một lô em vừa cập bến luôn, wow, xuất sắc. Cái lô vàng đây là mang mấy chị ở gần thì ghé tiệm em nha, còn anh chị nằm ở xa thì là chụp màn hình lại nhắn tin qua cho gọi điện đặt tiếp đi, cho năm có số điện thoại bên em có niêm ở những dưới bài đăng á, thì em sẽ tư vấn cho em anh mấy chị ạ. Cái này là siêu khủng luôn nè, nó siêu khủng luôn á. Wow, wow, nó bự hơn bán mặt em nữa nè mấy anh mấy chị ơi, thấy đầy bàn chưa. Cái này là con có mà mẹ có mà chúa có luôn nè, siêu khủng luôn. Cái mặt dây chuyền đại bàng này là 2 lượng mốt nha, 2 lượng mốt. Nó có 3 cỡ nhỏ trung và lớn. Cái cỡ lớn là 2 lượng mốt nè, cỡ nhỏ là gần 8 chỉ, cỡ nhỏ là 4 chỉ, siêu phẩm luôn. Nó bự đó, bự hơn bằng tay em luôn nè, ghê chưa, siêu phẩm luôn á. Đây bà em về thêm là một lô nhẫn mới nha, nhẫn này nhẫn cao cấp luôn nè, lô nhẫn cao cấp cho mình luôn nha, siêu phẩm luôn. Wow, xuất sắc. Đây cái nhẫn này là nhẫn cao cấp nha, nhẫn hoa cao cấp đó, em về là được 10 chiếc nha. Cái lô này là em bảo đơn nha anh mấy chị nè, về được 10 chiếc sáng lấp lánh luôn, quá trời cưng luôn. Đây nè, bao đẹp luôn nha. Đó cái dòng em đang đeo là cũng dòng mới về lại nha mấy chị nè. Rồi em phối với lại nhẫn Chanel vậy nè, đó thấy chưa, phối nhẫn Chanel nè. Rồi bông tay em đang đeo nữa, rồi phối bông tay em đang đeo nữa đó. Cái này là em về được 10 nhẫn nha, tầm khoảng là 4 chỉ 4 chỉ hơn nha. Mấy chị khách yêu của em đâu hết trơn, rồi vô coi cái like này nha, thích cái nào nhắn tin em để riêng cho mình cho. Đây rất là đẹp luôn, quá là xuất sắc. Và không kém một cái phần nữa, em quay có nam có nữ luôn cho mình nha. Trời ơi cái con này bự quá trời, có gì dưới đây coi chừng đuổi với mâm. Wow, coi bông tay đuổi với mâm này chị. Cái con là hai chị em hai con rồi, với một người cầm một con không nổi luôn á. Con công siêu khủng nha, con công thiết kế nè, trời ơi nó to, nó bự, trời ơi nè. Cái con công dây, con công liền mặt này tầm khoảng là cỡ là 2 lượng hơn, rất là đẹp luôn, quá trời đẹp luôn. Cái này là đúc tắm nha, cái màu của nó là màu trà nha, cái này là màu trà nè đó. Đây, đây để em ướp vô cổ thử cả là nó bự cả nào luôn nha, quá là xuất sắc luôn. Wow,
do em bận cái áo cũ nó cao á thì là nó hơi ấy chút xíu, thì là cái này là chị nào mà đi tiệc á thì mình bận đầm bận áo của hở nha, này bao đeo cực đẹp luôn, nó bự siêu khủng luôn đó. Em ướm thử lên cho mấy anh mấy chị thấy á, để mấy anh chị biết là cái cỡ nó bự là cỡ nào nha. Wow đó, nói chung là màu trà này là em thiết kế là em nói anh thợ Kim Hoàng á là anh kết từng cái hột trà này, hột trà Pháp hết luôn cho mình luôn. Đây rất là sáng và đồ chiếu của nó là rất là long lanh nha. Đây đẹp quá nha. Cái lô là lô bông tai, lô bông tai và lô dòng cham. Dòng cham này là em đặt nè, em đặt gần tháng trời mới có cái lô dòng cham này luôn á. Đây cái này là rất là nhẹ dàng nha, tầm khoảng là 3 chỉ hơn thôi, 3 chỉ hơn một dòng thôi. Đây chụp màn hình lại giúp em nha mấy anh mấy chị nha, em có đủ size đủ ni nè, có đủ size đủ ni luôn nha. Chụp màn hình lại cái dòng này giúp em nè. Đó ở dưới là bông tai nha, bông tai siêu phẩm bông tai, em để ra cho thấy rõ mẫu nè. Từng trang của nó là cái này là của nó nè, chìa khóa nè, thương hiệu LV nè, rồi tới tim nè, trời cưng quá trời cưng luôn, quá trời đẹp xuất sắc luôn nha. Trời cái này là si 3 màu, báo rồi, si 3 màu, tầm khoảng 3 chỉ hơn à. 56 quá chị ha, 56 á, từ 48 tới 56 á, này 48 nè, trời vương quá trời luôn. Rồi cái lô này là lô bông tai nha, lô bông tai này là hột màu. Hột màu thì em về em kết, em phối với lại những cái mà đồ bổ của em á, em đặt riêng lẻ nè. Như bông tai này khoảng chỉ hơn nè, đó, bao một màu đưa lên thì khoảng gần chỉ thôi, rất là đẹp. Đó cái này có đủ màu đó, có đủ size đủ màu, màu đỏ, màu tím, màu trắng, màu vàng, đủ size và đủ màu hết, đủ màu nè. 3 phút nữa giờ đây, để em quay nhanh cho mấy anh chị thấy nha. Đây cái lô vòng này là em về thêm, em về hai len nè, cái lô vòng này là em về hai len nha, còn cái bộ này là em về lại màu tím nữa nè. Đó, cái vòng này là vòng em vì là hai len là khoảng lượng mốt dòng 3 màu nè, từ 48 cho tới 70. Cái này em có đủ size và đủ ni 48 tới 70 luôn nha, chỉ có tiệm vàng Kim Thảo của em có thôi, còn ở đâu không bao giờ có, thì 70 em đặt mới có, còn không bao giờ có, rất là đẹp. Dây lắc đồng à, cái lô lắc này siêu khủng luôn. Cô bạn chuẩn bị tư vấn cho anh đi, anh chị mới vô đứng ghế có bạn nào. Đây mấy anh chị đợi em chút xíu nha, em giới thiệu cái lắc đồng hồ cho nè. Đó bao đẹp luôn nha, mấy anh nam nè, mấy anh nam, trời cái lắc đồng hồ đẹp quá, thương hiệu, thương hiệu luôn nha, cái này thương hiệu nè, cưng chưa. Thích cái nào rồi thì mình chụp màn hình giúp em nha. Cái đồng hồ này tầm khoảng là nó là khoảng cỡ 1.5 lượng, này khoảng 1.5 lượng nha. Rồi cái này thì tầm khoảng là cỡ 1.3 lượng, 1.5 lượng với 1.3 lượng, cái này là 1.5 lượng nè. Đó cái này lượng 3 nha. Đây quên nhiều lắm mà, lắc quên, lắc băng, lắc băng đủ kiểu, lắc chân nè, có lắc chân nữa, lắc băng nha, lắc chân nè, cái này lắc tay nè, em về lắc tay nha, nhỏ 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 lắc tay cho sắn nè. Đó rồi lắc băng nha, hoài lắc bi, lắc băng, lắc bi quá trời mẫu luôn, lắc thương hiệu có đủ kiểu luôn, lắc cham đủ món luôn. Cái này thì là em sẽ quay nhanh chút xíu nha, à, thích cái nào thì nhân viên em tư vấn cho mình cho nha mấy anh mấy chị. Wow đẹp quá. Đây cưng chưa. Cái này là em về tiếp tục phòng con rồng nha, tiếp tục luôn, cháy hàng luôn. Trời cái dòng con rồng mà tiệm em đây là cháy hàng nha. Đây siêu phẩm luôn, siêu phẩm cực hot của tiệm em nha. Đây của nó là tầm khoảng là cỡ là 2.3 lượng cho tới 5.6 lượng trở lên nha, còn mình muốn đặt bao nhiêu cũng được hết, mà từ trên 2.3 lượng trở lên em có đủ size và đủ ni. Ví dụ như mà là chị muốn đeo một chiếc thì anh muốn đeo một chiếc thì là cái này mình đeo cặp vẫn được nha, mình đeo cặp vẫn được không sao hết. Là em có nhẫn rồng luôn, rồng là khoảng là 1.5 lượng cho tới 1.7 lượng, thì em làm bao vàng cần bao nhiêu cũng có, thì em trơn á, mẫu nào cũng có hết nha. Đây siêu phẩm luôn nha,
Thì là hôm nay là cái buổi khui hàng mini thôi. Thì là hàng về tiếp tục thì em sẽ quay lên tiếp tục cho mấy anh mấy chị nha. Thì là video đến đây là kết thúc. Là xin chào. Chị em mà đứng ngoài bình đền đi. Máu nghề nghiệp tuôn vô rồi. Thì là xin chào mấy anh mấy chị nha. Thì là chúc mấy anh mấy chị một buổi vui vẻ, là cũng tối rồi, một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp nha. Mấy anh mấy chị ở nước ngoài á thì là có mua vàng của bên em rồi, thì là mình đợi nhận hàng nha. Thì bên em là giao hàng rất là ok, mấy chị cứ yên tâm nha, đặt niềm tin 100% tiệm em chắc chắn sẽ không làm anh chị là thất vọng nữa. Dạ xin chào, xin chào và tạm biệt. Xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.